Xin thưa với các vị, chuyện này không phải là không có nghe, tôi cũng đã từng nghe. Có người đem chuông mỏ kinh kệ về tụng tại nhà thì người ta nói mày đừng có tụng kinh nghe, ở nhà mà tụng kinh là ma nó tới đó. Tôi không hiểu là tại lý do gì mà có những cái quan niệm hoang đường như vậy. Rồi có người nãy tụng kinh thì phải gõ mỏ, mà ở nhà gõ mỏ thì người ta không có chịu, hoặc là nhà hàng xóm không chịu, vậy không gõ mỏ thì không tụng kinh. Như vậy tụng kinh mà không có mỏ được không? Nè, tất cả những điều này tôi không biết ai đặt ra. Tôi không nghe ông thầy nào nói, cũng không nghe kinh nào nói, mà tại sao bàn bạc trong dân gian lại có những quan niệm tà kiến như thế này, một cách quan niệm sai lầm lệch lạc như vậy. Tụng kinh có mỏ không có mỏ nó đâu có quan trọng, quan trọng nhất mình có mỏ hay không mới tụng được nè. Nếu mình không có mỏ mình tụng được không? Thành ra chính cái chỗ đó, cho nên các vị đừng quá lệ thuộc vào mấy cái chuyện quan niệm bậy bạ vậy. Nào là tụng kinh rồi phải cúng, mà cúng hay không là việc có tùy chúng ta. Cũng như cúng cô hồn ở chùa vậy, được hay không tùy chúng ta, tùy lương tâm và lòng hảo tâm của chúng ta đối với những chúng sinh là cô hồn, những chúng sinh chưa tái sanh được, những chúng sinh tái sanh vào một môi trường ngạ quỷ đau khổ, cái dẫn đến tùy lòng từ bi chúng ta có thể cúng hay không tùy. Còn kinh kệ chúng ta cứ tụng, tụng sáng đêm, tối trời sáng đất, các vị cũng vẫn tốt như thường. Không lệ thuộc giờ giấc mà cũng không lệ thuộc vào chuyện chuông mỏ gì cả. Ở nhà không chấp nhận điều mà chúng tin có mỏ thì chúng ta cứ tụng bình thường, tụng thầm lặng. Thật ra cái mỏ ở trong chùa nó mang cái nghĩa gì? Mang nghĩa là chừng canh cho đại chúng tụng nó đựng trật nhịp thôi. Tự thân thời kỳ Đức Phật làm gì có tụng kinh bằng mỏ. Các vị có thấy thanh văn đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật cầm mỏ tụng kinh chưa? Có không? Các vị vô các chùa Nam Tông có thấy môn sư Nam Tông cầm mỏ chưa? Cho nên ở đây cái mỏ đó là nó rất hay ở chỗ là nhờ có tiếng mỏ này mà ví dụ bây giờ mình một hai người tụng thì nó đồng nhất với dễ. Nhưng mà 5-10 người, 100 người tụng kinh cái mạnh ai nấy tụng à. Hả? Nó lọt sọt. Cho nên bây giờ cái tiếng mỏ để nó làm vậy nè. Ví dụ mình tụng mà mình có xê cái tiếng mỏ mình biết, mình kéo mình trở lại. Nhờ nghe cái tiếng mỏ là biết cái nhịp chừng cánh của nó như vậy để mình tụng theo. Cho nó chúng, nó ăn nhịp, nó rập khuôn, nó nghi lễ, nó hay thôi. Thành ra cái chuyện tụng kinh có mỏ không có mỏ không sao cả. Cái việc này nên nhớ. Rồi cái việc ở đây các vị tụng kinh như thế nào, có cúng hay không tùy lòng hảo tâm các vị. Không mang nghĩa tụng kinh rồi ma quỷ về nhà, không mang nghĩa không cúng rồi ma quỷ nó quậy nó phá. Thằng nào phá? Xin thưa các vị, chúng ta phải hiểu vậy đó. Tùy lòng hảo tâm và từ bi, chúng ta làm được điều đó nó sẽ có phước. Nếu chúng ta thương tưởng tới những chúng sinh cõi âm và cõi dương này, tức là chúng ta nghĩ đến một cái lòng đại bi lớn như vậy thì tốt thôi chứ đâu có gì đâu. Tại sao ở trong chùa cầu cúng cái chuyện mà cô hồn như vậy cũng thể hiện lòng đại bi. Chư Phật đã từng dạy cõi âm siêu dương thế, các tổ từng dạy mình muốn cho chúng sinh cõi đời này được hạnh phúc, đồng nghĩa với mình nguyện những chúng sinh không thân cũng được hạnh phúc an lành, được hay không tùy nghiệp của họ, nhưng lương tâm của mình, từ bi của mình cứ nguyện. Còn ba cái chuyện mà ma quỷ về nhà hay không, quậy phá hay không, chuyện đó là quan tưởng đó. Vậy những người không có đạo, những người không có cúng gì hết đó, họ bị quậy hết trơn rồi hả? Các vị hiểu như vậy sao? Hiểu như vậy người con Phật rất là thiệt thòi. Người con Phật cái gì cũng chịu tội, cái gì cũng chịu quậy, cái gì cũng chịu khổ hết á. Mấy người khác không tu hành, không có khổ, không tội gì hết trơn á. Các vị làm điều này ta sợ chùa luôn á. Chưa vô chùa thì không nghe gì hết trơn, tới vô chùa này tội, này tội, này tội, tội, tội tôi ở nhà luôn chứ mắc gì vô chùa, tội đủ hết vậy. Các vị không khéo, các vị bày ra đủ thứ tội, cái người ta sợ luôn.